xin chào tất cả các bạn nếu mà các bạn cảm thấy hữu ích thì xin mời xin các bạn giúp cho mình một nút like và nút chia sẻ đối với cái video này chúng ta sẽ tổng hợp số liệu trên phần mềm kế toán Totoshop với cái mô hình doanh nghiệp là công ty kinh doanh xây dựng loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ở đây chúng ta sẽ đi từng bước một để có thể tổng hợp số liệu đầu tiên chúng ta sẽ làm cái bước 1 đây tôi đã ghi sẵn ở đây rồi quy kiểm tra đầu ra đầu vào thì dường như là chúng ta chưa làm hóa đơn công trình chưa xuất hóa đơn công trình ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ muốn xuất hóa đơn công trình chúng ta phải khai báo trước là khai báo mẫu số hóa đơn cái mẫu số mà chúng ta đăng ký với cơ quan thuế rồi ok chúng ta đã khai báo ở đây và cái thứ hai chúng ta xuất được hóa đơn thì chúng ta sẽ phải thông báo phát hành hóa đơn theo cái thông báo của cơ quan thuế Ví dụ ngày thông báo của chúng ta là 0101 2019 à, Cơ quan uh, tiếp nhận thông báo là đơn vị nào đấy à, Người đại diện theo pháp luật công ty mình đúng không à, Ở đây là tên hóa đơn ký hiệu là TP0001 uh, XD à, Từ số 000000 Cái này các bạn đánh 7 chữ số nhá Đúng theo cái quy định nhá à, Đây là 50 đi Số lượng là 50 số, ngày sử dụng bắt đầu từ 01 1 2019 tên doanh nghiệp in, thì cái này các bạn đánh cũng được, không đánh cũng được, ra chọn lưu à, Bây giờ chúng ta có thể vào phần công trình, ở đây chúng ta xuất hóa đơn cho công trình chúng ta vào bán hàng này Chúng ta ghi bán hàng Đây thêm mới chứng từ nha các bạn nha, thêm mới ở đây này kích chuột phải vào giữa màn hình, hoặc là ấn Ctrl N này Đấy. Sau khi lên cái màn hình hóa đơn này rồi chúng ta chọn này hóa đơn giá trị gia tăng thì các bạn nhìn thấy là số hóa đơn nó sẽ như thế này. Chúng ta chọn là hóa đơn dịch vụ các bạn nhé. Đối với công trình ấy thì chúng ta không chọn cái mã sản phẩm nào hết. Chúng ta chỉ ghi ghi là hóa đơn của công trình thôi và chúng ta chọn mã đối tượng tổ hợp chi phí là công trình. Chúng ta xuất vào ngày 3103 để xuất cái hóa đơn công trình. Đây à, doanh thu công trình à, công trình à, uh, trình 001 ở đây chúng ta chọn này đầu tiên là ban quản lý dự án đấy đúng không các thông tin khác các bạn để ghi để đầy đủ nhá tôi thì tôi, tôi tôi chỉ ấy thôi có chỉ ví dụ thôi à, ở đây ví dụ như là 300 triệu đi đấy. Rồi đối tượng nào chi phí này các bạn này nhìn công trình 1 nhìn thấy không khoản mục chi phí không cần chọn nhá ở doanh thu không chọn nhá à, thuế này đây rồi thuế 10 phần trăm tiền thuế chừng này tài khoản rồi Ok chúng ta chọn lưu đó là chúng ta xuất xong một cái hóa đơn công trình dĩ nhiên cái hóa đơn này thì các bạn có thể có cái mẫu tự in này mẫu đặt in này hoặc là các bạn tích hợp hóa đơn điện tử bên chúng tôi ấy, thì nó sẽ có sẵn cái chức năng ở đây là 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 bên cạnh này là có cái cấp số hóa đơn nó sẽ tự động lấy từ mạng về cho các bạn à, Ok như vậy là chúng ta đã làm xong cái doanh thu công trình thì việc đầu tiên chúng ta ấy, là chúng ta kiểm tra cái gì kiểm tra thuế giá trị gia tăng đầu ra đầu vào và thực hiện khấu trừ thuế ở đây chúng ta sẽ vào này bảng cân đối phát sinh tài khoản chọn quý 1 nhá hiển thị số dư hai bên chọn tài khoản bậc cao nhất ra xem cho nó dễ thì chúng ta nhìn thấy này thuế giá trị gia tăng đầu ra là 30 triệu đúng không công trình 300 triệu thì đương nhiên thuế đầu ra 30 triệu thuế đầu vào 133 là 47 triệu Số dư cuối kỳ là 52 triệu. Như vậy chúng ta còn được khấu trừ thuế kỳ sau. Đúng không? Bây giờ chúng ta thực hiện cái việc khấu trừ thuế như sau. À, chúng ta vào nghiệp vụ thuế. Rồi chúng ta chọn khấu trừ thuế. Ở đây cái mục đích của cái này là nó chạy tự động cho các bạn thôi. Đúng không? Ở đây chúng ta chọn tiếp theo này. Nó sẽ tự. À, từ từ xem. À, chúng ta phải lên cái bảng kê trước màn hình chính ấy thuế này rồi bảng kê đầu vào chúng ta phải làm tờ khai trước đây tờ khai đây tờ khai thuế thuế quý 1 nhá lúc đấy mới khấu trừ được nhá các bạn nhìn đây này nó đi theo thứ tự này bảng kê đầu vào đầu vào này nộp thuế này tờ khai này sau đấy mới đến khấu trừ chúng ta làm tờ khai trước này quý 1 nhá đồng ý rồi các bạn nhìn thấy này thuế đầu vào là số dư đầu kỳ là 5 triệu chuyển sang này 47 triệu là 30 triệu như vậy là số thuế uh, Phát sinh trong kỳ và trường này và được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là trường này uh, đương nhiên rồi uh, uh, 452 triệu trừ đi 30 triệu thì nó sẽ là 22 triệu còn chuyển sang kỳ sau chúng ta chọn lưu nhá quý 1 này sau đấy chúng ta vào phần khấu trừ bạn nhìn thấy không thì nó mới hiện lên cho các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy này, đây mới ra này, đấy. Chúng ta chọn tiếp theo. Phần mềm sẽ tạo ra một cái chứng từ khấu trừ thuế vào ngày cuối của quý. Đấy. Chúng ta sẽ khấu trừ 30 triệu, thuế đầu ra đầu vào đây tự động rồi đúng không? Chọn khấu trừ này. Đã khấu trừ thành công. Sau khi làm xong này, chúng ta vào báo cáo kiểm tra xem. À, đã khấu trừ chưa? Đúng không? Đầu ra đầu vào đã ok chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy này ở cái dòng tài khoản 133 các bạn nhìn thấy 33 triệu và số dư chuyển sang quý sau là 22 triệu. Số dư trên tài khoản 333 đã hết số dư. Rồi, phần thuế đã xong. Bây giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta kiểm tra phần gì? Phần kho. Cái quan trọng nhất là của kiểm tra giữa phát sinh trong kho và cân đối phát sinh tài khoản đây bây giờ chúng ta làm cái này chúng ta kiểm tra xem cái tài khoản 152 nhé 152 này 152 là 121 triệu số dư tồn kho và 519 triệu là phát sinh tăng à, phát sinh giảm là 397 triệu xuất vào công trình À, chúng ta sẽ xem cái tổng hợp nhập xuất tồn chúng ta đánh vào đây kho Đấy, tổng hợp nhập xuất tồn kho đâu tổng hợp nhập xuất tồn kho đây chúng ta chọn quý 1. ok các bạn chọn tất cả đây các bạn nhìn thấy đây như vậy là ở trong này ấy, là có cả cái phần công cụ dụng cụ đúng không số dư đầu kỳ này 415 triệu nhập vào là 459 triệu đây là có sự chênh lệch các bạn nhìn thấy không nhá, chúng ta sẽ chọn lại các cái kho liên quan đến ba kho này thôi giữ phím control nhé xem cái kho rồi đá một hai cát xây dựng 174 triệu và 174 triệu nhập vào xuất ra. Rồi chúng ta xem bảng cái đồ phát sinh nhé. Cái này rất là quan trọng. Khi các bạn làm ấy. Các bạn không biết là các bạn từ đâu mà ra được số liệu. Uh, nó lại bị lệch như này. Thì các bạn có thể nhìn thấy này. Nhập mua nguyên vật liệu chừng này. Thế cái này đã vào kho chưa? 250 triệu. Đây. Nó nằm ở kho công ty. Chúng ta biết là cái này ấy thì nó nằm ở kho công ty và khi chúng ta nhập xuất ở tại kho công ty thì sau đấy chúng ta xuất phụ ra ra để để sử dụng. Rồi chúng ta nhìn thấy một chứng từ đúng không? Đây là 150 triệu. Rồi ok. Cái này là 95 triệu. À đây là có cái chi phí phiếu nhập mua hàng hạch uh, toán vào cái này nhưng mà cái phiếu này là chúng ta lúc nãy là chúng ta bỏ đi cái phần chi phí rồi chúng ta sẽ tạm thời xóa cái này đi do là cái phần chi phí là chúng ta đã bỏ đi chúng ta làm cho một cái doanh nghiệp đơn giản không cần phức tạp nhiều thứ lúc mà phát sinh nhiều thứ thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho tôi rồi chúng ta xem 152 này là phát sinh cái gì nữa 22 triệu nhập mua nguyên liệu chi phí mua hàng này 2 triệu Rồi gọi chi phí mua hàng này là của cái phiếu nhập 01 phiếu nhập 01 đâu phiếu nhập 01 chúng ta xem đã phân bổ chi phí vào chưa chi phí này đã phân bổ vào rồi đúng rồi cái này được ok cái này phiếu nhập mua công trình này hai này chúng ta kiểm tra lại 250 triệu này tí nhá việc mà chúng ta các bạn biết là chúng ta sẽ phải đây chúng ta phải sửa lại cái này tí lúc nãy tôi đã bỏ lại bỏ cái bỏ cái chức năng nhập khẩu rồi tại vì nó khá phức tạp nếu mà các bạn làm cho doanh nghiệp nhỏ ấy, thì chúng ta không cần thiết Để làm như thế Cứ gặp cái trường hợp đấy vì trong cái video tôi hướng dẫn chúng tôi đã có rồi 250 triệu này 2 triệu này 22 triệu này 150 triệu này rồi chúng ta kiểm tra kho nhé đây, kéo thanh trượt ở đây kiểm tra tổng hợp nhập rồi đây chọn cả đi bảy triệu chín đây là có phần chi phí phân bổ vào ở cái phiếu nhập này 35 triệu là phiếu nhập kho công cụ dụng cụ

không rồi đến lúc để in ra báo cáo cơ quan chức năng này hỏi sao lại làm một đường một số liệu một nẻo đây đúng rồi đúng không như vậy là các bạn thấy này cái phần dư ở trên cùng cái máy đầm cóc là cái số dư ở cái 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 công cụ dụng cụ và các bạn nhé kho công cụ dụng cụ nha chúng ta có thể là đây 415 triệu xuất ra đã đúng rồi vậy phần kho đã khớp rồi bây giờ chúng ta làm gì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp này phần này ba này công cụ dụng cụ rồi tiếp theo phần kiểm tra này công cụ dụng cụ chúng ta xem là trong cái phần số dư đầu kỳ của công cụ dụng cụ đây là một cái số liệu hoàn toàn mới chúng ta biết là số dư công cụ dụng cụ đầu tiên là cái máy in canon và cái máy laptop là nó còn số dư đầu kỳ đấy nhá. Ở đây tiếp theo chúng ta xem phần ghi tăng công cụ dụng cụ. Đây bên này ghi tăng là phần xuất kho này, các bạn nhìn thấy đã có phiếu xuất kho chưa? Ở đây chúng ta đã có một cái phiếu xuất từ kho ra là quần áo bảo hộ lao động. Chúng ta xuất từ tài khoản 153 sang tài khoản 242 và tài khoản chi phí phải chờ phân bổ là 154. Đây chúng ta xuất 17 triệu đã thể hiện trong kho lúc nãy rồi. Nếu các bạn nhìn thấy mà không nhớ thì các bạn có thể xem ở trong cái đoạn trước tí quay lại cái đoạn trước tí ở đây nhập mua cái máy photocopy dĩ nhiên chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy lúc nãy là có 2 triệu cho một cái máy đầm cốc đúng không có nghĩa rằng là bên cái phần nhập mua hàng này chúng ta kiểm tra xem đâu kho đâu dư đầu kỳ đầm cắp đây chúng ta xem số dư đầu kỳ vật tư hàng hóa máy đầm cắp đây tồn một cái này chúng ta chưa xuất ra thì nó vẫn nằm nằm ở đây tức là cái máy đầm cắp này là số tồn kho đầu kỳ và chúng ta chưa dùng đến nhá chúng ta chưa xuất ra nếu có lúc nào muốn xuất thì các bạn vào phần này này xuất kho này ghi tăng còn chỗ này là mua ghi tăng có nghĩa là các bạn mua ghi tăng là các bạn đưa công cụ dụng cụ về và hạch toán vào 242 luôn. Còn khi các bạn đưa về nhưng các bạn chưa sử dụng, lúc nào cần các bạn mới đưa ra sử dụng thì các bạn sẽ nhập kho bình thường và cho vào kho của công ty, hạch toán vào nợ tài khoản 133 và lúc nào xuất ấy, thì các bạn sẽ xuất là nợ 1242 và có 133 để phân bổ. Bây giờ chúng ta sẽ phần công cụ dụng cụ là đã ok về phần nhập xuất rồi. Chúng ta tiếp theo này, phân bổ công cụ dụng cụ trong 3 tháng Bây giờ chúng ta kiểm tra một tí nữa nhá. Ở đây Chúng ta sẽ nhìn thấy trên cái bảng công cụ dụng cụ nhá. Chúng ta vào phần công cụ dụng cụ này Đấy, Kích vào công cụ dụng cụ Nó sẽ ra đây Bảng phân bổ công cụ dụng cụ quý 1 đi Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái công cụ dụng cụ Là nó là có giá trị phân bổ Là 45 triệu 400 nghìn như vậy cái phần này nó phải thể hiện ở trong cái số dư của tài khoản 242 nhá. ba mươi bảy triệu như vậy là các bạn nhìn thấy này ở đây là đã không có 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 cái sự tranh lệch ở đây là chỉ có nhập mua hai cái này là ba mươi hai triệu như vậy số dư đầu kỳ sẽ phải là bốn mươi mấy triệu à, mười mấy triệu đúng không như ở đây số dư đầu kỳ chỉ có 5 triệu thôi, chúng ta xem này. Công cụ dụng cụ. Ở đây, đó, số dư đầu kỳ, đây, công cụ dụng cụ đây. Chúng ta nhìn thấy là ở đây chỉ có 5 triệu. Số tiền phân bổ không nói, số tiền còn lại có 5 triệu. 5 triệu. Đúng không chúng ta phải kiểm tra cụ thể này. Ngày mùng 1 tháng 1 đi. Chúng ta chưa phân bổ, đúng không? Số dư đầu kỳ đây là Cái máy laptop này 10 triệu. Số còn lại đây, các bạn nhìn thấy số còn lại giá trị phân bổ còn lại là 5 triệu, đúng không? Và nhìn vào cái cột cuối cùng này. Nó khớp với cái cái bảng của các bạn. Đây chúng ta sẽ kiểm tra xem uh, số giá trị phân bổ còn lại 37 triệu 500 nghìn. Lúc nãy tôi đã đọc cái, cái số giá trị nguyên giá 37 triệu 500 nghìn. Chúng ta xem bảng cân đối phát sinh nhé. Phải đúng với số này này, tất cả phải đúng nhá 37 triệu 500 đúng rồi, bây giờ chúng ta phân bổ này. Thực hiện phân bổ như sau, chúng ta phân bổ này. Chúng ta vào đây kích chuột phải thêm chứng từ tháng 1 năm 2020 thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó đã có là cái cái cả cái cái phân bổ số tiền này rồi chúng ta chọn khoản mục chi phí nhá máy photocopy này là chi phí khác này máy in Canon của văn phòng cũng chi phí khác này à, máy laptop cũng chi phí khác này rồi riêng cái thằng quần áo bảo hộ lao động này là chi phí chung và cái này chúng ta chưa biết là của cái đối tượng tập hợp chi phí công trình nào chúng ta sẽ phân bổ cái phần thằng này. Đấy, chúng ta chọn thêm mới tháng 2. Đúng không? Vẫn như thế. Rồi, chúng ta lưu. Ra chọn tháng 3. Ra phân bổ theo từng tháng một nhé. Rồi, lưu. Như vậy là các bạn đã làm xong phần phân bổ công cụ dụng cụ. Bây giờ chúng ta sẽ xem này. Thứ nhất là xem số dư trên tài khoản trên bảng ngân đồ phát sinh tài khoản là 2 242 còn bao nhiêu? 242 còn 34 triệu đúng không? 662.501 phải đúng với số dư còn lại trên bảng trên bảng công cụ dụng cụ, cụ các bạn nhé Ở đây 34 triệu đúng không? Đúng rồi, 662501 các bạn nhìn thấy không? Giá trị này phải bằng số dư tài khoản 242 trên phần mềm trên bảng cân đối phát sinh. Xong phần công cụ dụng cụ thì đến lượt chúng ta sẽ tiếp theo là phần gì? Phần 4 tài sản cố định. Rồi, chúng ta sẽ tiếp theo phần tài sản cố định thì chúng ta sẽ đóng hết đi, cái chuột phải vào đây chọn đóng. À, chúng ta phần vào phần tài sản cố định này. Chúng ta biết là chúng ta đã ghi tăng cái cái xe cái cái công cụ dụng cụ mới là 1 tỷ. Có nghĩa là nó phát sinh tăng 211 1 tỷ, đúng không? Đây 211 1 tỷ, tên tài sản là 1111. 111 nó không quan trọng lắm đúng không? 1 tỷ. Rồi. Ở đây chúng ta đã khai báo trong này chưa? Đây. Nguyên giá ở đây rồi. À. Rồi, ok. Chúng ta bây giờ này là 1.265 tỷ 265 nhá. Xem bảng cân đối phát sinh xem có đúng cái nguyên giá nó tăng trường này không. 211, 1 tỷ đây nguyên giá tài sản cố định. Chúng ta kiểm tra lại chứng từ trong này chỉ phát sinh 1 tỷ thôi. Chúng ta mua ghi tăng cái thằng này. Bao gồm cái gì? Kiểm tra lại chứng từ các bạn làm thôi, trong quá trình các bạn làm trước đấy thì các bạn cũng đã kiểm tra rồi. Bây giờ tôi kiểm tra lại thôi. Đây là giá mua là 1 tỷ này. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu này là đưa vào 333 rồi cái phần 150 triệu này là phân bổ và chi phí vận chuyển trong nước là chừng này chi phí quy đổi giá vốn đây tài khoản này phần này đã được hạch toán tự động hình như tôi đã xóa mất cái chứng từ là phân bổ này đấy nó phải đưa vào cái 211 này cơ chi phí mua hàng ở đây phải là 211 để nó tăng cái tăng cái, cái 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 giá trị của tài sản lên. Nhưng mà cái phần chi phí này là nó tăng nguyên giá. Nhưng mà là chúng ta à, lúc nãy tôi có xóa đi cái chứng từ này vì tôi không không nghĩ là nó nó là cái chứng từ của cái phiếu nhập mua tài sản. Đây chúng ta có thể ghi chú thêm đây, hóa đơn số này nhập mua tài sản nhập khẩu. Đấy lưu để lưu ý là nó luôn khớp với các bạn nhé lưu này sau khi các bạn lưu rồi ấy, thì các bạn vào báo cáo xem lại chưa ở đây chúng ta xem lại tài khoản 211 này 211 là 1 triệu tỷ không 265 triệu và số đầu kỳ là nguyên giá là 2 tỷ 2 tỷ 2 rồi Ok tiếp theo là chúng ta làm gì chúng ta phân bổ à tính khấu hao đây chúng ta tính khấu hao à, các bạn chờ tí nhá có điện thoại gì Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái việc là chúng ta tính khấu hao công cụ cụ à, khấu hao tài sản. Ở đây chúng ta nhìn thấy này, có một cái máy mới mua 1 tỷ thì nó phát sinh ở tháng 2. Thế nên là cái tháng 1 này chúng ta phân bổ là nó chưa chúng ta tính khấu hao là nó chưa hiện lên đâu. Đây, chúng ta chọn này. Đây nó đã là phân bổ đưa vào tài khoản 154 Chúng ta chọn khoản mục chi phí là chi phí chung Cái này chúng ta không biết là của ông nào Đối tượng tổng hợp chi phí bỏ trống Chúng ta chọn lưu ra thêm mới tháng 2 các bạn nhìn thấy nhá ở đây nó có bây giờ nó sẽ phân bổ thằng này nhìn thấy không cái sản phẩm này ấy, thì chúng ta thực tế là chúng ta khi khai báo là chúng ta đưa vào 154 nhưng mà à, đưa vào 642 nhưng mà nó là 154 chúng ta chỉnh sửa một tí ở đây chúng ta chọn khoản mục chi phí là chi phí chung. Rồi, chúng ta chọn lưu. Thêm mới tháng 3. Tất nhiên các bạn phải kiểm tra nhá, số liệu là các bạn phải kiểm tra trước khi thì lên chứ không phải là cứ để thế rồi là cứ cứ làm mà đến lúc nó lệch ở đâu thì hôm sau lại cứ bảo em tin tưởng vào phần mềm. Phần mềm thì phần mềm thì các bạn phải kiểm tra. Không thể không kiểm tra được Nha Mềm với cứng thì nó cũng có lúc, có lúc cứng, có lúc mềm đúng không? Tuy nhiên là độ chính xác là nó chính xác. Cơ bản là mình có làm, mình có thực hiện sai hay không thôi. Như mình làm cái gì thì nó vào cái đấy. Mình không làm thì thôi. Ờ, nhưng mà trừ trường hợp là mình làm thì sai. Thì nó không thể lên được. Đúng, chính xác. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy này. Chúng ta sẽ kiểm tra xem phần tài sản như nào. Các bạn nhìn thấy này, 214 chúng ta phân bổ là 76 triệu. 083.000 và nguyên giá tài sản cố định lúc này là 34 3 tỷ 465 triệu đúng không Cái này xem trong phần tài sản nhá tài sản cố định này. bảng khấu hao tài sản cố định chúng ta chọn quý 1 nó phải khớp với số này các bạn nhá không thể là không khớp được nhá Rồi, các bạn nhìn thấy này, nguyên giá, đương nhiên rồi, 3 tỷ 465 triệu, khớp, phân bổ trong kỳ 76 triệu 0183 333. Rồi, cái này không biết đúng nhỉ, 76, 08333. Đâu rồi, đây, cái số nguyên giá thì đúng rồi, cái phần số hao thì mình quên mất 76, 083, đúng rồi, khớp rồi đúng không? như vậy là xong phần tài sản này và lướt qua một cái nữa khi sổ sách kế toán đối với các doanh nghiệp nhỏ thì thường là không không, không sử dụng ngay đâu các bạn biết là các bạn không làm chứng từ ngay đâu rồi khi cuối năm các bạn làm một lần hoặc là cuối quý các bạn làm một lần thế thì ở đây chúng ta phải đặc biệt lưu ý cái gì lưu ý là ví dụ như cái tài khoản 11 này một hai này một năm này rồi một này 154 này rồi những cái tài khoản đấy là đã số dư nợ thì không thể để nó dư có được, cho các bạn nhé. Có những người làm xong rồi cuối kỳ thấy uh, uh, cuối kỳ lại thấy là, là 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 gì? Cuối kỳ lại thấy là tiền dư, có khách hàng hỏi. Rồi, chúng ta tiếp tục này. Vừa làm vừa trả lời khách hàng, hôm qua Zalo các bạn nhé. À, cái phần à, tài sản là đã xong. Thôi bây giờ đến tiếp theo là phần gì? Phần này. Năm. Phần. Làm giá thành công trình. Rồi, OK. Đầu tiên này, tổng hợp một nhé, tổng hợp. Giá trị công trình đã trực tiếp Tức là những cái chi phí trực tiếp rồi Còn những cái cái phân bổ thì chúng ta đã làm tiếp Đúng không? Đầu tiên là cái trực tiếp này chúng ta đóng hết đi ừ, Khách hàng lại hỏng máy Hỏng máy thay máy mới à, Tí nữa cài lại cho hẹn làm trong video đã đúng không bây giờ nha bây giờ là phần giá thành công trình đi giá thành công trình thì chúng ta biết này chúng ta sẽ bảng phân tích giá thành công trình cái này là cái quan trọng nhất trong quá trình làm số liệu chúng ta chọn này xem những cái trực tiếp nó đã có được những cái gì rồi các bạn nhìn thấy này nguyên vật liệu của công trình 1 và công trình 2 thì đã trực tiếp rồi số dư đầu kỳ đã có rồi, đúng không? Thế là cái ông công trình hai này là không có phát sinh trong kỳ. Và cái doanh thu này nó chưa lên do chúng ta chưa cái chuyển về 911, chúng ta có thể cái chuyển theo hình thức là chúng ta cái chuyển là cái chuyển tạm cái chuyển lãi lỗ này. Để nó chuyển cái doanh thu công trình lên 911 để thêm. Tất nhiên sau đấy chúng ta sẽ xóa đi đúng không? 3103 này. 3103 sau đấy chúng ta sẽ làm xong và chúng ta sẽ xóa đi cái chuyện lại đây là cái chuyển tạm để nó lên trên bảng phân tích giá thành công trình các bạn lưu ý nhá đây các bạn nhìn thấy ông doanh thu lên 300 triệu đúng không chị chờ em chút em kết nối cài đặt lại sau rồi ở đây chúng ta bây giờ nào Dĩ nhiên chúng ta biết là ở trong cái phần công trình thì nó thường có thêm cả phần lương. Phần lương thì chúng ta sẽ sử dụng cái chứng từ chung ở trong này này để hạch toán. Thế là các đấy, cái đấy thì các bạn đã biết rồi đúng không? Thêm hạch toán ở đây. Đấy, thêm mới là hạch toán lương như nào. Đây các bạn nợ có số tiền bao nhiêu đúng không? ở đây chúng ta làm hai cái loại chi phí lương các bạn làm thì nó tự khác nó vào thôi. Nó làm giống như các cái chi phí khác. Ở đây chúng ta sẽ phân bổ cái chi phí còn lại chúng ta chọn phân bổ các bạn lưu ý này phần mềm nó tự động nó tìm nhé các bạn nhé chúng ta phân bổ ở đây là phân bổ luôn cả quý làm công trình là làm luôn cả quý tài khoản là 154 ở đây chúng ta chọn chi phí nguyên vật liệu này trực tiếp này chúng ta lấy số tiền không có đúng không có nghĩa rằng là nguyên vật liệu trực tiếp đã vào hết công trình rồi tất nhiên tại sao tôi lại chọn cái chi phí này tại vì có những cái nguyên vật liệu nó là trực tiếp nhưng nó lại dùng cho nhiều công trình mà không biết của công trình nào bao nhiêu thì chúng ta vẫn đưa vào nguyên vật liệu trực tiếp nên chúng ta vẫn phân bổ có những kế toán thì người ta đưa vào chi phí chung nó là chung của nhiều công trình thì gọi là chung nhưng mà thực tế nó là nguyên vật liệu trực tiếp bởi ví dụ phụ gia bê tông chẳng hạn nó là nguyên vật liệu nhưng mà nó lại không biết là của công trình nào bao nhiêu người ta có thậm chí là không kiểm soát được cái đấy thì chúng ta sẽ đưa vào như thế chúng ta vẫn có thể phân bổ những cái trực tiếp không phân bổ còn những cái còn lại không không cụ thể công trình nào chúng ta có thể phân bổ ở đây chúng ta nhìn thấy này sản xuất chung chúng ta lấy số tiền phân bổ nó tổng cả là 312 triệu như vậy các bạn nhìn này ở dưới này là công trình 1 và công trình 3 chỉ có hai công trình này phát sinh trong kỳ làm việc thôi còn cái công trình 2 là công trình số dư đầu kỳ và trong kỳ không làm thêm cái gì nữa thế nên là nó không hiện ra ở đây chúng ta chọn phân bổ này có nghĩa là nó căn cứ vào cái tiêu chuẩn phân bổ là nguyên vật liệu trực tiếp để phân bổ ví dụ các bạn chọn đây là doanh thu ấy, thì nó phân bổ nó mỗi cái thằng bên dưới này thôi vì mỗi thằng công trình một có doanh thu nhưng mà khi các bạn chọn nguyên liệu trực tiếp thì ở đây chúng ta chọn phân bổ này chúng ta chọn lưu như vậy là chúng ta đã nhìn thấy là bảng giá thành công trình đã có phần nguyên liệu à phần chi phí chung thể hiện lên đúng không các bạn nhìn thấy là ở phần chi phí chung này cái ông ít hơn thì phân bổ chi phí chung ít hơn nó nhiều hơn ấy, nó phân bổ nhiều hơn phân bổ theo tiêu chí là nguyên vật liệu trực tiếp mà thì các bạn đã nhìn thấy này cái công trình đầu tiên ấy, là tổng chi phí là có 127 triệu cả dư đầu kỳ cả phát sinh trong kỳ thế mà doanh thu lại 300 triệu này quả này lại lại to đúng không thôi nhưng mà đây là số liệu ví dụ số liệu thực tế của các bạn nó sẽ khác thế không phải như thế này đâu nó Lại tận 160 mấy 63 64 62 triệu đây, nhưng mà chúng ta làm thì chúng ta cũng chỉ làm như thế thôi. Bây giờ chúng ta, cái ông này đã hết chi phí thì chúng ta có thể để lại một triệu. Gọi là, ví dụ chúng ta nghiệm thu ở đây là 126 triệu. Chúng ta phải căn cứ vào cái này để nghiệm thu nhá không Các bạn cứ bụp một phát hết là nó, 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 bụp một phát hết là nó không có số dư. Ví dụ ông này là cái sư dư cuối của mình mà mình làm hết cái thuế kiểm tra bảo công trình này xong rồi nhưng mà thực tế chúng ta nên để lại một triệu, một vài triệu hoặc là số lẻ để làm sao để biết là cái phần mềm, à, cái 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 công trình này còn dở dang làm chưa xong, còn làm tiếp. À, cái lãi có thể là cái lãi tạm thời. Còn hai cái ông dưới này chưa có doanh thu thì đang làm rồi, vẫn để dở dang nguyên nhé. Chúng ta nghiệm thu này vào phần nghiệm thu công trình rất là dễ đến ngày 3103 31 đúng không? 31 này. 03 này, lấy số liệu. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó lấy số liệu này, công trình 2 này, số dư nó cũng lấy vào. Chúng ta nghiệm thu mỗi thằng này thôi. Nhưng chúng ta chỉ nghiệm thu 127 triệu để lại số dư là Đấy, chúng ta nghiệm thu. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái chứng từ để hạch toán cái phần này lên 632. Các bạn chọn đây nhá. Nghiệm thu công trình 1. Ví dụ thế. Khoản mục chi phí ở đây chúng ta chọn là nghiệm thu công trình đâu nhỉ? chưa có cái khoản mục gì rồi ok đối tượng này rồi chúng ta chọn lưu đi khoản mục chi phí ở đây cứ ok đã xong đúng không chưa chưa ghi sổ các bạn nhá chúng ta vào trong khoản mục chi phí này chúng ta mở thêm một cái mã nữa gọi là cái mã nghiệm thu anh nghiệm thu này nghiệm thu rồi phí rất lưu cho nó vào đây đúng không? ta vào chứng từ chung này, nó tòi ra một cái nữa, đấy là cái phần nghiệm thu này, nhìn thấy không? À, chưa ghi sổ nha, trạng thái chưa ghi sổ này chúng ta bổ sung vào sửa, thêm khoản mục chi phí là nghiệm thu, đây, ta chọn lưu. như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên bảng công trình này, giá thành công trình để các bạn nhìn thấy này. chọn tất cả quý 1 rồi ok, bạn nhìn thấy không? Ở đây là cái giá trị nghiệm thu là 127 triệu Còn dư cuối kỳ là 753 nghìn Có nghĩa là công trình còn nghiệm công trình còn dở dàng Ở đây chúng ta lãi 173 nghìn 173 triệu Thế bây giờ cái này chúng ta có thể xóa bỏ đi Bỏ ghi này à, Xóa đi Thế Bây giờ chúng ta sẽ kết chuyển lại Thế Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra qua bảng cân đối phát sinh nhé à, Xem nó đã ngon chưa đúng không mấy cái số liệu này thì chắc là ok rồi 632 lên 127 triệu 6352 70.000 642 là 8 triệu thư rồi doanh thu 300 triệu ở đây bây giờ này, các bạn lưu ý này trong cái phần hệ thống này có cái phần tùy chọn để khai báo cái thuế thu nhập doanh nghiệp cái thuế thu nhập doanh nghiệp của các bạn mặc định là 20 cái khai báo ở đây nhằm mục phục vụ mục đích là phần mềm sẽ tự động tính cho các bạn khi kết chuyển chúng ta nhìn thấy nhá, ở đây này. Chúng ta kết chuyển đến ngày 3103, 3103. Số liệu sẽ tự động lấy và các bạn nhìn thấy này. Thuế thu nhập doanh nghiệp của các bạn là 32 triệu, đúng wow. không? Và cái lãi của bạn 131 triệu nó tự động. Thế nhưng các bạn cứ hỏi, ôi ừ, sao chỗ này sai thế nào? Không phải 30%, 32%, phần 32%, 32%. 32 triệu làm gì? bằng 20% của cái này nhưng mà thực tế các bạn khi tính 32 triệu là 20% các bạn phải cộng 32 triệu và cái lãi này rồi cộng lại với nhau rồi mới tính 20% của hai cái này cộng lại thì ra 32 triệu nhá còn cái này là đã trừ đi phần 20% thằng này chỉ 80% thôi chúng ta lưu như vậy là chúng ta đã xong phần báo cáo tài chính lên sổ sách kế toán chúng ta vào báo cáo bảng cân đối phát sinh tài khoản chúng ta xem như vậy là ở đây chúng ta đã cân hết rồi đúng không? Rồi ok. Chúng ta bây giờ ở đây là bảng cân đối phát sinh. Các bạn có thể in luôn. À, bảng cân đối kế toán. Chúng ta chọn quý 1. Tuy nhiên ở đây các bạn làm cả năm nhé. Tôi thì là ví dụ số liệu thì nó chỉ đơn giản thôi. Các bạn nhìn thấy này. Tổng cộng tài sản đầu kỳ là 2 tỷ 3. Tổng cộng tài sản cuối kỳ là 5, 4, 3, 9, 4, 20. Dưới này 5, 4, 3, 2 có lệch một tí nào đây khai báo sửa lại một tí là xong à, đúng không 3932 là 7 triệu 6 triệu rưỡi chúng ta kiểm tra tí nó nằm ở tài khoản nào dường như là nó là 141 đấy biết ngay 141 chứ có đúng không Thế thì chúng ta căn chỉnh một tí tiện ích này thiết lập báo cáo tài chính này cân đối phát sinh 141 rồi ở đây chúng ta nhìn thấy là tài khoản 141 là dư nợ. Đây là dư nợ. Đúng không? Ở đây chúng ta sẽ lấy này. Copy vào. Trừ. Dán nó vào. Chứ có. Hãy xem nào. Xem đúng chưa? Nhá. Xem nào. Quay lại báo cáo. Đã à, cân chưa? Đấy. Nhìn thấy không? Phải thu khác trên này. 6 triệu rưỡi. Ok chưa? 5 4 3 2 9 20, 5 4 3 2 9 20 là đã cân đối nhá. Tiếp theo bảng kết quả hoạt động sản kinh doanh quý 1 năm 2020 chúng ta chọn in. Rồi. Đây 131 triệu đúng rồi. Nếu các bạn nhìn này, 32 32 triệu là 20% của 164 nhá, chứ không phải là 131. Cái kỳ trước ấy, thì kỳ trước thì nó không hiển thị vì chúng ta không làm cái số liệu của kỳ trước mà cái này là nó chỉ tính phát sinh nhưng nó không tính số dư thành ra là các bạn không thể có được cái cột này trừ khi các bạn làm quý 2 thì kỳ trước nó sẽ là quý 1 thì nó sẽ hiện lên đấy à, ví dụ ở đây tôi chọn quý 4 đi à, quý quý 2 nhá thì các bạn nhìn thấy này thì kỳ trước nó hiện lên đấy nó lệ lên, lên kỳ trước với kỳ quý 2 kỳ này chúng ta chưa làm số liệu đúng không tiếp theo lưu chuyển tiền tệ này Úi dồi ôi nhầm 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 quý thế chỗ nào? Quý 1 này, rồi ok. Lướt qua một tí. À, thu tiền bán hàng 1 tỷ 8. Đây. Rồi. rồi, cuối kỳ số dư là 1 à, tỷ 949 triệu 233 là tổng cộng cả tiền gửi ngân hàng và tiền mặt 1 tỷ 949. Chúng ta xem bảng cân đối kế toán xem. Có đúng 1 tỷ 4949 không? Đấy tiền và các khoản tương đương tiền Số cuối năm là 1 tỷ 949 Đúng rồi các bạn nhìn thấy đúng rồi Chính xác Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái Quá trình tổng hợp số liệu Của cái uh, Số liệu cho công ty kinh doanh xây dựng Thế Xin chào và hẹn gặp lại các bạn uh, Nếu các bạn cảm thấy hữu ích Thì Các bạn giúp mình Theo dõi trang Và chia sẻ uh, Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và cả đăng ký kênh YouTube của mình để có thể để có thể là theo dõi các cái video tiếp theo cho các cái mô hình doanh nghiệp khác. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.